Rồi, xin chào quý vị, các bạn, bà con, cô bác nha. Hôm nay thì đầu năm mới thì mình cũng xin chúc cho bà con năm mới nhiều sức khỏe và thành công, phát tài, phát lộc ha. Thì mình đầu năm bước qua năm 2020 rồi, năm cũ qua đi, mà những năm mới thì các bạn cố gắng sẽ làm nhiều thành công hơn nữa. Chúc các bà con, cô bác vạn sự như ý nha, tấn tài, tấn lộc. Rồi, bây giờ mình cho cái trình ăn đây. Rồi, đây là miếng thức ăn dầu tán u gây ẩu luôn trời. Đây là cái miếng thức ăn mình đã trộn nè, cá với là cám mình trộn cho nó ăn. Rồi mình liền xuống thử nha, hy vọng là đừng. Mẹ ăn đi con. Đây là cái trình con. Con. Bên đây em cũng đói ha. Ăn đi, ăn đi. Ăn đi. Ăn nha, mau lớn. Ăn nha, mau lớn nha, mau lớn, mau lớn, mau lớn. Cân đồ bạn không hết luôn, ăn đi con. Sáng cũng rạo quá rồi. Đây là đầu năm 2020 á, tụi bay cố gắng ăn cho mau lớn nha. Qua 2 năm 2019 thì qua đi rồi, bây giờ là 2020, ăn nhiều vô mà lớn nhanh như thổi. Tốc độ ăn rất là nhanh, ăn như vậy là ai cũng ghiền và ai cũng mê. Rồi còn miếng tụi bay lụm luôn đi. Còn miếng đây cho vào hồ đây. Trình đây thì lớn hơn. Đây là bằng ngón út. Ngón út này các bạn. Bằng ngón út. Còn chút cá mà ăn đi. Để tao quậy thêm chút cá nữa cho tụi bay ăn. Bây giờ là mình vô trong cái chỗ này, mình lấy tí cám mình bỏ vô. Đây là củ cám nè các bạn, cám dành cho cái trình, đổ vô đây. Đừng có bày dòng nội, mình sẽ đổ vô đây. Đây còn tí nước này, rồi sau đó mình lấy quậy nước cái mình trộn vô. Rồi ăn như đây thôi. Cám này thì có giá trị cũng rất là cao. Nó 75, gần 75 ngàn ký đó. Lần có 70 ngàn. Giờ tới 75 luôn. Qua bên đây cho nó khỏi điếc cái đầu. Ôi giời ơi. Giờ sau đó mình sẽ trộn lên. Chà. Yeah. Trộn lên hết nước mà miếng nước ấy. Giờ đi múc nước.
kho nước lại, đi lại chỗ cũ. Đầy thép bết chừng luôn. Giờ tiếp tục lại cho cái chân ăn. Đây là cám nè các bạn. Bây giờ là mình sẽ đổ nước vào đây. Nước đây mình sẽ đổ vô đây. Và sau đó mình quậy lên. Mình quậy lên sao cho nó nhuyễn băng luôn đó. Đổ tí nước cho nó đủ miệng sao cho nó có đủ chất dính lại, nó sệt 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 lại là được. Bằng mẹ nó khối bay. Ta phải dùng chân. Đó. Chơi hết nước luôn. Bây giờ là mình sẽ trộn đều lên. À, các bạn thấy nó dẻo không? Trong này là có bột, bột dính gọi là mình còn gọi là cám. Đó. Khi nó có đổ sệt như vậy rồi á, thì bắt đầu mình sẽ cho ăn. Hồi nãy mình cho ăn rồi, giờ cho ăn thêm. Có đói nữa không? Ăn con. Năm 2020 cái con sẽ được ăn ăn do nhiều vô chơi màu lớn. Như vậy nó mới là tốt nha. Đó, như vậy nó ăn đi con. Qua đây rồi thì cũng vậy thôi. Hãy cố gắng mà ăn mà cho màu lớn nha. Là nuôi giữ người đó. Thời gian nuôi cũng rất là lâu. Lâu lắm nè. Tới mấy năm lận. Cho nên các con hãy cố gắng mà ăn đi. Ăn nhiều vô nha. Thấy chưa? Bắt con coi. Lên đây ăn đi con. Mình rất là thương cái người đó. Cố gắng mà ăn nha. Những gì cái người ăn ta thấy hết trơn à. Vui không nhỉ? Ăn đi con. Đậu, ấu cơ. Hết đậu. Còn con tí đây à. Thôi. Tụi bay đói cho tụi bay ăn luôn. Bọc 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 bọc. Rồi còn miếng đi, còn mấy đứa nhỏ này nè ăn đi. Tụi bay phải nhường nhịn lẫn nhau chứ. Bây giờ là cái, đây là cái mầm còn tí xíu rồi. Rồi, các người lên đây. Các người có đói không? Nhìn kỹ coi cái mặt có đói không? Coi nó bu nè, coi nè, trời ơi. Thấy thương ra luôn á. Sao mà thương lạ, thương lùng, thương văn bốn cái mùng vẫn còn thương. Thôi tụi bay xuống đây ăn đi. Ta cầm hoài cũng mỏi cái tay. Trời ơi, mới bỏ xuống mà nó quất rẹt rẹt bay luôn trời. Không còn mạnh giáp. Cuộc sống của tôi cũng chỉ vậy thôi. Bây giờ chúng cho thú vui là chở cái trình ăn. Thấy chưa các bạn, tay bỏ xuống là nó đù lên. Mặc dù tay không có thức ăn. Thời gian thấm thoát cũng đã mấy năm rồi. Từ lúc nuôi tới giờ cũng đã từ 2015. Bây giờ cũng đã 5 năm rồi. Tại sao mình nuôi lâu như vậy? Tại vì nè, chanh nuôi cũng hơi lâu. Tới 2-3 năm mới bán mà, mới xuất được. Cho nên rất là lâu. Những con chanh con này mình ương từ lúc nhỏ. Nhỏ xíu bằng cái gì ta? Chắc nhỏ hơn, dĩ ngàn ngửa cái lưới bộ 10 đó.
Những anh chị của nó đã lên vượt đàn lớn như thế này nè, bằng chiếc đũa đó là không? Bằng ngón ngón cái không, quá không phải, các bạn ngón út các bạn, ngón như là ngón đeo nhẫn nè. Và anh chị của nó lớn hơn đây chút là qua đây, lớn hơn con cái trời, thôi luôn trời, thấy chưa, thường chúng lắm. Mấy đây là bằng ngón chân cái này. Và anh chị của nó lớn nữa là bây giờ là cả ký rồi. Nếu cái trình cái nhiều phân đoạn khác nhau, không có thể nào giống nhau được. Mỗi giai đoạn thì tự nên là khác nhau, khác nhau. Và chúng lớn lên chừng cấp bậc cấp bậc. Con này ăn nhanh hơn, màu lớn hơn, chỉ đơn giản vậy thôi. Thôi ồ, nãy giờ mình cũng đã chia sẻ những cái video của mình như vậy đó các bạn, cuộc sống của mình chỉ thế thôi. Các bạn nào thấy hay hãy nhấn nút đăng ký bên dưới bên góc phải của các bạn đó, hãy đăng ký bên dưới nha. Ừ, nãy giờ cũng quay và chia sẻ những thứ cuộc sống hàng ngày của Đức như vậy thôi. Ừ, chúc các bạn năm mới nhiều sức khỏe và an khang thịnh vượng. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.